Khi nào Garena hết hút máu? Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Mình sẽ trả lời câu hỏi này. Câu hỏi khi nào Garena hết hút máu? Ok, mình sẽ trả lời câu hỏi này của bạn. Đây, để mình xem nào. Xem bạn nào hỏi câu này. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Duy. Có hình nền nền là bạn một bạn là một cái hình nền ninja. Ngoài ra có ảnh bìa là hàng chục cô gái nhìn đúng kiểu dân tổ quẩy. Và dạo này mình thấy ở trên fanpage của mình có rất nhiều các cái bạn gái kiểu vào comment theo cái kiểu đi khách không anh các thứ, em nhận tâm sự chia sẻ các thứ 100k các kiểu các kiểu. Đấy thì mình thấy cái ảnh bìa của bạn Nguyễn Duy khá là giống cái đó. Đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn bao giờ Garena hết hút máu. Thì mình nói luôn với các bạn như này: nếu các bạn đã chơi các tựa game của Vinagame, mình nói thẳng luôn, hoặc là của các cái công ty game khác, ngày xưa thì nổi tiếng nhất là Võ Lâm Truyền Kỳ, rồi Kiếm Thế, rồi Thiên Long Bát Bộ, các bạn sẽ biết như thế nào gọi là hút máu. Đó, các bạn sẽ hiểu như thế nào là hút máu. Các bạn phải trải qua cái giai đoạn của cách đây 2005 đến bây giờ là bao nhiêu năm? 2005 đến bây giờ, 2005 2005 đến bây giờ là 14 năm. Đó, các bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Các bạn chơi MU cách đây 2005 là Võ Lâm này, còn MU là cách đây 2003, 2004 là 16 năm về trước. Các bạn sẽ hiểu thế nào gọi là hút máu. 14 năm về trước, mình để có thể chơi Liên Quân Mobile. À nhầm, Võ Lâm Truyền Kỳ. 14 năm về trước, để có thể được chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, mình phải nạp vào hoặc là 60.000 một tháng, hoặc là 20.000 một tuần, hoặc là 20.000 một tuần, để có thể được chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Hoặc là nếu như mình nạp theo giờ chơi, tức là vào lúc nào tính lúc đó, vào phút nào tính lúc đó ấy, thì mình phải mất 20.000 trong một ngày. 20.000 trong một ngày, các bạn hiểu không? Để được chơi game. Để được chơi game, không phải là ấy nhá, không phải là để nạp tiền mua đồ, không phải để kim nguyên bảo, không phải để cái nọ cái kia, để tiền vạn tiền xu gì đâu nha. Đấy là chỉ để chơi game thôi. Các bạn sẽ phải mất 20.000 đồng nếu mà tính theo giờ là 24 giờ, hoặc nếu tính theo tuần là đúng một tuần, thì các bạn đã mất là 20.000, hoặc một tháng là 60.000. Đây, thế này mới là 60.000 này, quên mất lúc ấy cứ dơ ra là 50.000. Đấy, là 60.000. Các bạn mới được chơi game trong một tháng. Đấy là cái quyền được chơi game của các bạn đã mất bấy nhiêu tiền rồi. Đấy, còn sau đó nữa thì là đến Kiếm Thế. Các bạn sẽ nhìn thấy gọi là top thì top phú hộ. Các bạn lại mình đéo hiểu gọi là top phú hộ, tức là top nhà giàu ấy, nó đơn giản. Thằng nào giàu cũng có thể lên top được mà, để không cần kỹ năng, không cần chơi hay, không cần phải cày trâu quốc bẫm gì cả. Thằng nào nhiều tiền đúng không? Lên top phú hộ ngồi, mà top phú hộ cũng là một loại top mẹ nó rồi. Thế là chúng nó cũng nghiễm nhiên ở rất trên cao, ngồi trên top óc chó là có thật luôn. Kiếm Thế là cách đây khoảng 10 năm. Đấy, các bạn sẽ hiểu như thế nào gọi là hút máu. Các bạn hiểu không? Hút máu, vãi cả hút máu. Còn bây giờ các bạn nạp tiền để các bạn mua tướng. Ok, cảm ơn Jack Nova nha. Không có đánh đều gì hết. Cảm ơn Jack Nova nha. Sao lại chào rồi ra, chào phải ở lại chứ. Đó, rồi Võ Lâm là Võ Lâm 1, Võ Lâm 2, sau đó là Kiếm Thế, tương ứng với là Võ Lâm 3, rồi MU, rồi các cái thứ đấy. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn thậm chí các bạn bây giờ nhá, các bạn nạp tiền để vào để làm gì? Các bạn nạp tiền vào chỉ duy nhất có một mục đích là các bạn được mua những cái con tướng mà nó ra mới ra mắt. Các bạn sẽ thiệt thòi hơn những người khác nếu các bạn không nạp tiền, thì các bạn không được mua những con tướng đấy một cách sớm hơn, đúng không? Thế còn lại các bạn, những cái khác các bạn hoàn toàn không cần thiết phải mua bằng tiền. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chính công sức của mình để các bạn có thể mua được. Các bạn chỉ cần chơi game
nó chăm chỉ đấy mà. Các bạn sẽ có ngọc, ngọc có bán đâu, các bạn có thể mua, có thể có ngọc, các bạn có thể có tướng, chỉ cần một tuần chơi game chăm chỉ các bạn có một con tướng. Ngày xưa các bạn lấy đâu ra, ngày xưa các bạn đến tiền chơi game các bạn còn phải nạp vào, ngày xưa mua bất kỳ một món đồ nào nó là tiền cả. Thằng anh trai của mình, thằng anh trai mình xin lỗi vì nói là thằng anh trai của mình quen mồm rồi. Anh trai của mình sinh năm 86, anh trai của mình sinh năm 86, anh trai của mình đã từng phải bảo mình đi từ dưới Sơn Tây lên Hà Nội là 50 cây số để vào quán net để cứu net. Anh trai mình phải nói chính xác cái từ cứu net cho nó chuẩn. Tại sao lại nói là cứu net? Vì anh trai mình ngồi ở quán chơi 3 ngày liền, 4 ngày liền, hết mẹ cả tiền rồi, không có tiền để trả rồi, ăn tại quán, ngủ tại quán, ỉa tại quán, nói mẹ luôn thế cho nhanh. Thế là anh trai mình đéo có tiền để mà đứng dậy, đéo đứng dậy được, đứng dậy là nó xích cổ, hiểu không? Đứng dậy là nó sẽ xích cổ ngay, thế là không đứng dậy được. Anh trai mình phải làm gì? Anh trai mình phải gọi mình xuống Hà Nội, đi từ Sơn Tây xuống, bố mình cho mình 500 nghìn. Các bạn biết không? Bố mình cho mình 500 nghìn để làm gì? Bố mình cho mình 500 nghìn để chữa bệnh hen phế quản. Các bạn hiểu không? Hồi đấy mình bị hen suyễn, và mình là thuộc loại hen suyễn hơi muộn, và mình được bố cho 500 nghìn để về bệnh viện, một cái bệnh viện nhi ở dưới Hà Nội để chữa bệnh. Mình xuống đến nơi phát đưa cho anh mình 400 nghìn để trả tiền net và trả tiền ăn uống và gọi là đi về, để có thể đi về được, các bạn hiểu không? Đấy, ngày xưa nó là như vậy đấy, đấy là khổ như vậy đấy. Và bọn mình vẫn chơi game được, và đến bây giờ mình vẫn ngồi đây để mình stream cho các bạn xem được. Bây giờ mình vẫn sống được bằng game. Bây giờ các bạn tốn tiền gì, các bạn ngồi nhà xem bọn mình stream miễn phí. Các bạn net, có khi các bạn chỉ trả mỗi tiền net thôi là các bạn cày thoải mái, các bạn muốn làm gì thì làm rồi. Và các bạn vẫn bảo là hút máu, đéo hiểu được, mẹ đéo hiểu được đó. Các ông biết không, đến bây giờ này, đến bây giờ này, cái bản thân tôi vẫn còn đang bị hen suyễn này. Những cái ngày mà gió mùa về là tôi phải xịt cái thuốc, mẹ nó có một cái chai thuốc như cái chai xịt vào mồm này, để kiểu như kiểu để kiểu như kiểu là phải kiểu xịt vào thì nó sẽ bị được thông cái họng ra, nó được đỡ ấy. Chào cả Ba Quy Đầu Rùa, à nhầm, Trần Ngụy Gia Quy nha. Đấy, bây giờ đến bây giờ tôi vẫn phải xịt cái thuốc đấy, bởi vì tại sao? Bởi vì ngày xưa bố mẹ cho tiền xuống để chữa bệnh hen suyễn thì đéo chữa bệnh, mẹ tốn tiền tất cả vào tiền tiền game rồi tiền Võ Lâm Truyền Kỳ. Với anh tôi mẹ ra server mới phát là phải thức từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau, nó báo là 2 giờ, nó báo là 2 giờ nó mở cửa server mới. Anh em tôi thức từ 12 giờ đêm đến 2 giờ vào, đéo vào được, game nó lag. Ngày xưa game server mới ra nó rất lag, đéo vào được. Thế là tôi với anh tôi, với anh trai tôi phải kiểu óc chó là có thật, là ngồi đấy rình, cứ ấn đăng nhập vào server nó sẽ hiện lên là đăng nhập vào server thất bại. Mà các bạn phải hiểu, chỉ cần chậm một tí thôi là các bạn sẽ là thằng đến sau, là các bạn sẽ là một thằng đéo thể leo top được rồi. Thế là chúng tôi cứ phải ngồi chờ chờ đến 6 giờ sáng, anh em mệt mỏi vãi cả đái ra rồi, bắt đầu kiểu mắt díu lại rồi, tinh thần uể oải óc chó lắm rồi, thì server nó mở cửa. Thì server nó mở cửa, lúc đấy là tầm khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi sáng, server mở cửa. Ngày xưa tôi chơi ở server Trường Giang, tôi và anh trai tôi chơi ở server Trường Giang, sau đó chuyển sang một server nào khác tôi quên mất, không nhớ rồi. Nhưng mà đầu tiên, server đầu tiên mà anh em chúng tôi đánh kiểu đua top là server Trường Giang. Nick của anh trai tôi là Vua Ăn Mày, top 130, và có cái thời điểm thấp nhất là top 70 server. Và mẹ nó đến 6 giờ sáng nó mở cửa server. Anh em tôi như mấy thằng óc chó, mẹ tự nhiên đầu óc bừng tỉnh. Thế là lại bắt đầu kiểu 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 líu lo, bắt đầu mẹ, chim bắt đầu hót vang trời. Ở lúc ấy anh em tôi bắt đầu cày tốp, thế là ra mẹ tranh nhau từng con lợn rồi con nhím ở bản đồ của Võ Lâm Truyền Kỳ ngày xưa. Thề các người anh em không hiểu cảm giác mẹ khổ, nhưng các người anh em chỉ cần lên cấp chậm một tí thôi, các anh người anh em lên cấp chậm, sau đó các người anh em lên cái trường lên lên cái cấp ngày xưa nó có cái lâm du quan kể từ cấp 70, các ngày em lên đấy ấy, mấy bằng ngày em lên chậm ấy là chúng nó sẽ
sẽ kiểu không không còn cái bãi khỏe cho người anh em farm nữa, mà không còn cái party khỏe cho người anh em farm nữa, rồi sau đó lên trường bạch kiếm quyết các người em cũng bị chậm theo, các người anh em sẽ không bao giờ đua được top của cái game này luôn, và sau đó thì còn là săn boss hoàn kim các thứ nữa, nên là rất khổ, rất khổ, bắt buộc chúng tôi phải dậy sớm kiểu cày khuya quốc bẫm à, khổ như vậy á. Server thông báo ra từ lúc 2 giờ sáng nhưng kiểu gì nó cũng phải tầm 6 giờ nó mới bắt đầu hoạt động được, mà hoạt động nó còn lag, nó còn đít các kiểu. Đấy mà tôi còn phải nộp tiền vào để tôi được chơi. Thế mà tôi còn chưa kêu hút máu, bây giờ các người anh em mới chỉ kiểu gọi là thích thì nạp, cũng thích thì thôi, cũng là cứ hút máu quá tể eo. Đấy tôi chỉ kể câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa nhưng mà ngày xưa đó một cái rất quý này. Nó đang ngồi nói chuyện này, ngồi nói chuyện một tí đã, xong đến 7 giờ thì chơi nhá. Ngày xưa nó có một cái rất là quý thế này này, là anh em ở trong game với nhau quý nhau cực kỳ luôn. Anh tôi là sinh năm 86, đấy, quen một ông nữa tên là Kiên cũng sinh năm 86, thì gọi là chú ba. Đấy, quen một ông nữa sinh năm khoảng 70 gì đó ở trong miền Nam. Đấy, ông ấy vẫn gọi anh tôi là đại ca. Thì anh tôi là kiểu như kiểu là kiểu ở trong đấy gọi là kiểu kết nghĩa anh em, gọi là đại ca, và anh tôi vẫn là đại ca ở trong đấy. Thế đến lúc ra ngoài đời gặp nhau, mẹ thằng 70 vẫn gọi thằng 86 là đại ca, trong khi lúc đó anh tôi cũng vẫn chỉ là một cái thằng kiểu trẻ con thôi, bởi vì lúc đó cũng mới vẫn đang là sinh viên mà, nhưng vẫn là đại ca anh cả trong ba anh em, gọi là chú ba và chú hai, và anh tôi là đại ca và mẹ oai như cóc ghẻ. Thế là có những cái thời điểm mà bố mẹ tôi lên, bố mẹ tôi bắt là anh tôi phải nghỉ game. Bố mẹ tôi bắt anh tôi phải nghỉ game bằng cách là bố mẹ tôi tịch thu cái wifi, bảo bao giờ là thi xong học kỳ anh tôi qua môn thì sẽ cho chơi lại điện tử, sẽ cho lại mạng để mà chơi lại điện tử cách cách tốt nhất. Bố mẹ tôi sau khi nói chuyện với anh tôi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đưa đến quyết định cuối cùng là thôi con ạ, bố mẹ sẽ tịch thu wifi của con, bao giờ con học hành đến nơi đến chốn thì sẽ cho chơi lại điện tử. Lúc đó anh tôi mua được máy rồi nhá. Đấy là đến thời điểm anh tôi mua được máy rồi. Ê mẹ ạ, anh tôi đến lúc mẹ vừa với bố, hôm đấy là tôi xuống cùng với mẹ tôi với lại cả bố tôi. Đấy là vừa nói chuyện xong hôm trước, hôm sau hai anh em mẹ kiểu bắt tay cái, thế là hai anh em gật đầu cái, tôi lại đưa cho anh tôi 300.000 mua một cái wifi mới đệch con bà già, thề luôn mẹ ạ. Và thế là bố mẹ tôi về nhà yên tâm về thằng con quý tử sẽ yên chí học hành sau 3 tiếng kiểu thông não cho nó. Ngay hôm sau về ở lúc trước lúc đi về, anh tôi vỗ tay tôi đánh bộp cái, thế là hai anh em mua một cái wifi mới. Ngay lập tức ngày hôm sau mua một cái cục phát mới, thế là ngay ngay lập tức ngày hôm sau là lại quẩy tưng bừng, và tôi về Sơn Tây quẩy ở dưới quê, còn anh tôi thì quẩy ở trên Hà Nội. Một cách kiểu đéo quan tâm ở các anh em hiểu không, đéo quan tâm. Đến bây giờ tôi mới dám chia sẻ lại, ngày xưa tôi mà nói câu chuyện này ra thì nát con mẹ là đít nên là không dám nói ra, nhưng đến bây giờ cách khoảng 10 năm rồi, 14 năm về trước rồi thì tôi mới chia sẻ với các người anh em về cái kỷ niệm ngày nào vậy, kiểu võ lâm chi mộng, võ lâm truyền kỳ một của tôi vậy, ổn áp vãi trưởng. Mà các người anh em phải hình dung là cả một tuần bố mẹ tôi chỉ cho tôi có 80.000, bố mẹ tôi chỉ cho tôi có 80.000 để ăn và học. Ngoài ra thì tiền học phí thì bố bố mẹ tôi đã lấy mất của tôi rồi. Một tuần tôi có 80.000 mà tôi vẫn có thể chơi điện tử từ thứ hai đến khoảng thứ sáu, đến khoảng thứ 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 hai đến khoảng thứ năm, thứ sáu thứ bảy là tôi ăn cháo. Mà cháo còn đéo có cái gì để mà ăn, các người em hiểu không? Cháo còn đéo có hành, cháo còn đéo có thịt. Đấy, nói thẳng là đéo có gì luôn. Cháo và kiểu có một cái xóm trọ, ngày xưa tôi ở một cái xóm trọ ấy, cháo xong rồi kiểu các người anh em thấy thương tình thì cho cái nọ cái kia để ăn như thằng ăn xin. Mà trong khi mình còn là thằng khá giả nhá, thì lại được 80.000 ăn là cũng là một trong những thằng khá giả rồi, còn có những thằng nó chỉ được có 50.000, 70.000 một tuần thôi, vì chúng tôi chỉ có mất tiền ăn thôi, mà tiền ở bố mẹ tôi đóng cho tháng tháng rồi. Một tuần thì lại về một lần, bởi vì tôi ở Sơn Tây là tôi học tôi ở Ba Vì và học ở Sơn Tây, thì tức là tôi cách nhà 12 cây. Thế mỗi tháng mỗi tuần bố mẹ cho tôi cho 80.000 hoặc là 100.000. Thế mà đậu phộng tôi phải bỏ cái số tiền đấy ra để tôi chơi game. Ngày xưa có một cái quán rất quen và rất là thân tôi, nó lấy tôi 2.000 một giờ.
Hoặc là một đêm thì nó tính là có 12.000, 12.000 một đêm. Đéo cần biết là ông chơi thế nào và tính 12.000 một đêm, bắt đầu từ 11 giờ đêm là nó đóng cửa lại là đến 7 giờ sáng. Đấy, người ta gọi là cày đêm ấy. Thì đấy, kỷ niệm ngày xưa lúc tôi ở xóm trọ ấy là do bác chủ nhà đấy, được được bác chủ nhà, bác ấy được bố mẹ tôi nhờ là quản lý tôi. Thế là tôi sẽ phải kiểu như kiểu là bắt đầu đến tầm khoảng 10 giờ đêm. 10 giờ đêm là tôi bắt đầu 10 giờ đêm là tôi bắt đầu trăng đèn lên hả, học, ngồi học, mở hết cửa sổ ra, các nghe em hiểu không? Mở hết cửa sổ ra. Đấy, ngồi học, bật đèn, ngồi học thật chăm chỉ. Đấy. Xong đến 11 giờ là tôi sẽ ra ngoài vươn vai xoãi cánh cái, xong rồi tôi lại vào, tôi lại ngồi học tiếp. Đấy. Ngồi học tiếp, nhưng mà xong rồi tôi thỉnh thoảng tôi kêu bác ơi hôm nay lạnh ấy nhở, các kiểu. Thế là xong rồi đến lúc là tầm khoảng 11 rưỡi, 11 rưỡi cửa cổng nhà đóng lúc 11 giờ, 11 rưỡi tầm khoảng 11 giờ 15 này là tôi bắt đầu phải đóng cửa sổ lại, bảo hôm nay lạnh vãi chưởng. Thế là đóng cửa sổ lại, trăng đèn học, sau đó khép nép đi sang phòng thằng bên cạnh, đấy, có một cái cửa thông sang phòng thằng bên cạnh, đi sang, sau đó thì là luồn sang, xong rồi là bắt đầu trèo tường ra ngoài để đi cày đêm, đi chơi điện tử. Thế là phải nhờ cái thằng ở phòng bên cạnh ấy là đến 12 giờ thì mày tắt điện đi, sau đó thì là trải cái màn lên cho tao, tức là kiểu thắp cái màn lên cho tao để coi như là tao đi ngủ. Thế còn tôi ấy là lúc đấy là có mặt ở ngoài quán điện tử, là tôi sẽ ngồi ở đấy từ đấy cho đến 7 giờ sáng. Đấy, là đúng giờ là đi học thôi. Là tôi là cứ đến đúng 7 giờ sáng là thôi thì chú ra thu tiền, mất mất 12.000 hay 12.000 cộng với lại cả tiền cùng lắm là chai nước nữa là khoảng 15.000 là đi học. Đấy, là đi học đến chí ngủ thôi. Đến chí ngủ thôi, đéo làm cái đéo gì cả. Mẹ đéo đỡ được đến chí ngủ thôi. Đấy là tuổi thơ của tôi vào thời năm tôi năm lớp 10. Đấy, các anh em ạ, lớp 10 của tôi ấy. Thế mà đến bây giờ tôi vẫn bình thường, tôi vẫn ngồi đây chat với người các người em, tôi vẫn có công việc chính của tôi là đi làm ngân hàng thoải mái, tôi vẫn có công việc phụ của tôi là streamer, cho nên các người anh em cứ chơi đây, như các người anh em đến thời điểm là các người anh em cần tập trung thì các người anh em phải tập trung lại. Đến thời điểm nào mà các người anh em cảm thấy cái sự nghiệp của mình là cái quan trọng ấy thì các người anh em phải tập trung lại. Còn ngày xưa chả có cái game đéo, tôi không chơi cả. Từ đầu tiên là tôi nổi lên là bắt đầu từ Half-Life, sau đó ngày xưa là điện tử băng này, xong đến điện tử đĩa là Half-Life, đế chế, xong MU, xong Võ Lâm, xong Audition, xong Võ Lâm, xong Audition, xong Hiệp Khách Giang Hồ, xong rồi là Hiệp Khách Giang Hồ, xong rồi cái gì nhỉ? Xong rồi là cái gì nhỉ? Thế Giới Hoàn Mỹ, xong rồi là Thiên Long Bát Bộ, xong rồi là xong rồi là quay lại về đế chế, tôi quay lại về đế chế mất 5 năm. Trong 5 năm đó là tôi sẽ phải kiểu quay lại một cách rất chai hát, và tôi đã từng có thời gian đánh giải đế chế. Sau đó là tôi đánh Dota, sau đó không đánh Liên Minh, sau đó thì đến lúc là tôi nghỉ game, đến lúc mà tôi bắt đầu thi vào để làm ngân hàng thì tôi nghỉ game và không chơi game nữa. Đến tận cái thời điểm cách đây tầm khoảng 2 năm trước thì nhân một ngày mất điện thì có một anh làm cùng cơ quan của tôi ở chỗ làm của tôi ở chỗ SHB, đó là chỗ ngân hàng của tôi, thì anh ấy nhân hôm đấy mất điện, đéo làm việc được ngân hàng, kiểu đéo có điện đéo làm việc được, máy máy phát điện thì nó bị chập chàng, đéo làm gì được. Thế là ra ngồi quán trà đá, ông ấy mới bắt đầu mở cái Liên Quân lên, ông ấy chơi, ông ấy bảo game này hay lắm, của Garena phát hành đấy. Thì tôi nghe thấy Garena thì tôi thích, vì ngày xưa tôi chơi đế chế tôi đã thích Garena rồi. Thế là tôi thích Garena, tôi cảm thấy game của Garena phát hành thì chắc là tốt. Tôi hỏi là đánh có giống game nào thì nó bảo là đánh giống Dota. Thì thế bảo đánh giống Dota thì tôi lại càng thích, vì ngày xưa tôi rất là thích chơi Dota. Thế là giống giống Liên Minh và giống Dota. Đó, thì cái tựa game là tựa game MOBA nên là tôi lại thích. Tôi chơi từ đấy thì tôi cái tính tôi nó rất là khác các người khác nhá. Tính của tôi nó rất là khác những cái kiểu bạn chơi game khác. Ví dụ như ngày xưa cái hồi tôi lớp 10 ấy là sau đó là tôi không chơi đế chế tôi không chơi Võ Lâm nữa, thì tôi nghỉ để tôi tập trung vào học hành, tôi được một kỳ học sinh giỏi ấy. Thì sau cái kỳ được học sinh giỏi đấy thì
tôi mới sau cái kỳ được học sinh giỏi đấy thì tôi mới bảo là kiểu tôi sẽ tập trung ôn để thi đại học các thứ. Thế xong đến lúc là chỉ vì tôi nghỉ game, tôi bỏ hẳn game được khoảng 3 tháng, tôi bỏ hơn cái khoảng 3 tháng, tôi không bén mảng ra quán game, tôi không chơi bời một tí nào nữa. Thì nhân một ngày là thằng bạn tôi nó bảo ra để cóp cái tài liệu ở quán net. Thì nó rủ tôi đi thôi, thì tôi bảo là tôi không thích ra quán net, bởi vì tôi mà ra quán net thì kiểu gì tôi cũng chơi. Nhưng mà xong rồi đến lúc là nó cứ rủ là đi một tí thôi, bởi vì là kiểu có mỗi hai thằng ở gần nhau thì đi một tí thôi, ra quán net thì nó bảo là ra có chơi đâu mà lo. Thế là tôi ra đấy thì tôi nhìn thấy cái game Thế Giới Hoàn Mỹ nó đẹp quá, các anh em hiểu không? Thì tôi nhìn thấy nó hay hay, thế là nó thì tôi cũng thấy hay hay rồi, nó mới bảo vào chơi một tí thôi. Thì nó bảo chơi một tí đéo chết đâu mà lo. Cay cay bây giờ tôi vẫn cay. Thằng ấy cũng tên là Đạt nhá, không phải nhắc đến thằng Đạt còi vừa mới mời tôi, thằng ấy cũng tên là Đạt nhá. Nó bảo chơi một tí không chết đâu mà lo, với lại là chơi một tí làm sao mà nghiện được. Nó giống rất là giống cái kiểu hút thuốc phiện đấy, mẹ cay thật, mẹ rất là giống cái kiểu hút thuốc phiện, cứ bảo thử tí không nghiện được, mẹ rất là cái kiểu óc chó là có thật. Thế là tôi mới bảo ừ chơi chơi tôi chơi chơi thế là tôi với nó chơi chơi với nó thì thấy cũng hay. Chơi Thế Giới Hoạn Mỹ thấy đồ họa đẹp thật, hồi đấy không có game nào đẹp bằng đồ họa của Thế Giới Hoạn Mỹ luôn, quá đẹp. Thế là sau khi chơi được khoảng ba 30 phút một tiếng gì đó thì bọn tôi cũng đi về thật. Thế là ngày hôm sau nó lại rủ tôi ra kiểu nghịch tí cho vui. Có một thằng bạn ở nhà lại chơi sẵn Thế Giới Hoạn Mỹ rồi, nó lại rủ ra, nó bảo là kiểu chơi 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 nó hướng dẫn cái này hay cực, làm nhiệm vụ nó phải làm như này hay cực, được nhận nhiều tiền làm các thứ. Thế là tôi cũng lại đi ra chơi với nó. Thế đến hôm thứ ba lại chơi với nó, hồi đấy cũng là đợt gần Tết nha, hồi đấy cũng đợt gần Tết, thế là được đi chơi nhiều, kiểu như kiểu thi học kỳ xong hết rồi là được đi chơi nhiều. Thế là chơi một tí đéo chết đâu, thế là lại ra chơi với nó đến hôm thứ ba. Đến hôm thứ ba thì chúng nó bảo thôi không chơi nữa, nghỉ. Còn tôi ấy, thì sau hôm đấy là tôi đi cày đêm đấy, đến sau hôm thứ ba thì tôi chuyển sang trạng thái cày đêm ngay. Tối hôm đấy tôi lại vượt rào ra ngoài, tôi đi cày đêm lại. Thế là 3 tháng cai nghiện của tôi công cốc chỉ vì 3 hôm chúng nó rủ tôi chơi. Thế là sau 3 hôm đấy thì chúng nó về luôn, chúng nó đéo chơi nữa, chúng nó bỏ luôn con nhân vật, chúng nó đéo chơi nữa. Còn tôi từ sau đấy lại bắt đầu một hành trình mới, các người anh em hiểu không? Lại bắt đầu khoảng một nửa năm về Thế Giới Hoàn Mỹ không dứt ra nổi, đêm đéo nào cũng phải cắm chuột ngoài đấy. Đêm đéo nào cũng cũng cắm chuột ngoài đấy chỉ vì cay, chỉ vì kiểu thích thú, vì kiểu nói chung là tôi không thể bỏ được. Tôi đã chơi rất nhiều game mà không có một game nào mà tôi bỏ được. Tôi khẳng định luôn là khi tôi đã bập vào game thì tôi không bao giờ giống như người ta được, là chơi xong nghỉ, chơi xong nghỉ. Tôi không bao giờ giống như người ta được, tôi chơi là tôi đéo nghỉ được, mẹ tôi đéo nghỉ được. Cái game kể cả cái game này đấy, cái game mà các anh em đang chơi đây này, cái game Liên Quân Mobile này này, các người anh em giới thiệu tôi vào chơi game bây giờ đều bỏ hết rồi. Bây giờ chúng nó bỏ game hết rồi, bây giờ chúng nó vẫn còn đang là nhân viên ngân hàng, rồi chúng nó vẫn là vẫn rồi có anh thì bây giờ có mỗi một duy nhất còn một anh còn đang chơi thì vẫn đang ở tầm bạch kim. Anh ấy còn không biết đã lên cao thủ bao giờ chưa, không nhớ là đã lên cao thủ bao giờ chưa. Trong khi đó thì tôi cái thằng tôi này đấy, đi thi đấu chuyên nghiệp rồi sau đó đi làm bình luận viên, sau đó bây giờ đến thời điểm hiện tại là tôi sẽ bỏ việc ở ngân hàng để chuyển sang để chơi game, các anh em hiểu không? Đến thời điểm hiện tại sau sau 2 năm tôi quyết định sắp tới tôi sẽ chuyển sang chỉ chơi game, không làm ngân hàng nữa, bỏ cả công việc chính để chơi game. Đấy thì các anh em hiểu là những cái người mà muốn chơi game đến như tôi ấy thì tốt nhất là chơi cho giỏi vào và sau đó thì trở thành game thủ chuyên nghiệp, hoặc là nói cho tốt vào sau đó trở thành bình luận viên và hoặc là thành streamer, các bạn sẽ theo đuổi được với cái nghề mà các bạn thích. Còn nếu không các bạn sẽ chỉ chơi ở mức giải trí thôi. Còn tôi không thể chơi ở mức giải trí được. Tôi đánh đế chế tôi thua. Tôi thua là tôi đéo ngủ được, các người anh em ạ. Tôi thua là đéo thể nào mà ngủ được. Bao giờ các người anh em giống như tôi ấy thì các người anh em sẽ hiểu cái cảm giác bạn chỉ thua có một trận đế chế thôi, nửa đêm bật mẹ người dậy và đéo hiểu tại sao mình lại lỗi đến như vậy. Đéo hiểu tại sao game đấy mình lại lỗi đến như vậy.
cảm giác cay, các người anh em hiểu không? Cảm giác không ngủ được, cả đêm không ngủ được, trằn trọc không ngủ được. Lúc đó các người anh em sẽ hiểu là các người anh em sẽ phải như tôi, các người anh em cũng sẽ phải theo con đường game, theo nghiệp game thôi, thì các người anh em mới thỏa mãn được cái đam mê của mình. Bây giờ là lúc tôi có thể nói được những cái điều này, bởi bây giờ tôi đã bắt đầu kiếm được tiền từ game một cách rất chân chính. Tôi là một streamer, tôi là một bình luận viên, và tôi sống được bằng game, tôi chơi game, tôi có thể kiếm được tiền, và tôi có những người anh em vẫn đang theo dõi tôi. Bây giờ hiện tại ở đây có bao nhiêu người anh em đây, tôi xem nào. Hiện tại ở đây có 800 người anh em đang theo dõi tôi, đó là những gì tôi làm được. Đó là, và sau đó thì tôi sẽ quyết định là sẽ theo nghiệp game. Còn còn ngày xưa các người anh em hiểu không? Mẹ, ngày xưa chỉ mặt tôi mấy cái thằng game thủ óc chó, mẹ, lo làm thì không lo làm, bằng tuổi tôi sinh năm 90, bây giờ người ta trưởng phòng rồi. Bằng tuổi tôi bây giờ có người làm bạn của tôi, một thằng rất xấu luôn, xấu, nhìn mặt nó xấu khủng khiếp luôn. Bây giờ hiện tại nó còn đang là giám đốc của cái chỗ bán lẻ ở bên VP Bank, tên là Lê Hải Nam, tôi cũng chả phải giấu làm gì cả. Đấy, và bằng tuổi tôi, người ta sẽ hay nói với tôi là bằng tuổi mày con nhà người ta đã tiến đến cái bước như này rồi, mà tại sao bây giờ mày vẫn còn đang kiểu óc chó, vẫn còn đang ngồi chơi game như này. Chú của tôi làm trong quân đội, lần nào xuống nhìn tôi cũng đeo chấp nhận được cái thằng này. Chú của tôi hôm đó là, mà chú của tôi rất thương tôi luôn, vào đến cũng bảo vậy, thằng này không làm được cái nghề ngỗng gì, bây giờ 30 tuổi đầu rồi còn cắm mặt vào chơi game, không chấp nhận được. Đó, thế là chú của tôi đến bây giờ nhá, đến tận bây giờ xuống gặp tôi vẫn bảo là thế vẫn cứ chơi game thế hả cháu, khổ, hỏi câu mà không biết trả lời như nào. Tôi rất muốn chú tôi một lần nào đó được đến với giải đấu trường danh vọng, được đến với trận chung kết đấu trường danh vọng tổ chức tại miền Nam, để chú tôi biết được rằng công việc của tôi hiện tại là như thế nào, để chú tôi biết được rằng những gì tôi làm là gì, cái công việc của tôi là phục vụ cho ai, cái hệ thống các bạn hâm mộ bây giờ nó hoàn toàn là một cái gì đó nó rất văn minh, rất lành mạnh, nó không phải là một cái gì nó óc chó như chúng tôi tưởng. Tôi cũng làm việc như những người ca sĩ, những người diễn viên, những người bình luận viên, những người dẫn chương trình. Tôi hoàn toàn không phải nghe cứ ngồi cứ phải không hiểu tương lai đi về đâu, kiểu không hiểu tương lai của nó đi về đâu, kiểu bây giờ bằng tuổi nó, bây giờ người ta vào ngân hàng 4 5 năm, người ta phấn đấu ít nhất cũng phải lên trưởng nhóm, không thì cũng lên phó phòng, không lên trưởng phòng, không thì cũng phải lên đến giám đốc phòng giao dịch, hoặc là không thì lên giám đốc khối khối các kiểu ra điều ấy. Trong khi mày what the hell ngồi chơi game ạ, mẹ đéo hiểu được, công việc thì vẫn là thằng nhân viên ngân hàng, vẫn là một thằng chuyên viên tín dụng đi cho vay nhỏ lẻ cá nhân hộ tiêu dùng, không chịu học để làm gọi là doanh nghiệp, không chịu học để làm cá nhân các thứ, mà lại cứ ngồi chơi game kiểu kiểu ấy. Tôi cũng cay lắm, nhưng mà đến bây giờ thì tôi tự tin có thể nói được cái là ai bây giờ bảo tôi ấy là chơi game không có tương lai ấy, thì tôi cũng nói luôn, bây giờ eSports là một bộ môn đang rất có tương lai và tiềm năng, là một bộ môn giải trí hoàn toàn lành mạnh, sau này chúng ta sẽ có thể kiếm được tiền nhờ eSports. Tất cả những bạn nào hiện tại có đam mê và thực sự đam mê, thực sự là có một cái trình độ chơi game tốt, các bạn hãy tham gia, hãy tức là phải cày một cách thực sự có nhiệt huyết, các người anh em hiểu không? Phải thực sự nhiệt huyết, rồi các người anh em sẽ được trả công sức của mình xứng đáng bằng cái việc game game là một nghề nghiệp. Thật ra hiện tại tôi còn biết kể cả những người cày thuê hiện tại cũng có một thu nhập rất lớn, nhưng nó là một cái không tốt thôi. Đấy, nó là một cái rất là không tốt thôi, nó sẽ làm cho những người khác bị ảnh hưởng thôi, thì không nên thôi. Chứ còn thực sự tất cả những cái liên quan đến game bây giờ đều có một cái thu nhập rất ổn đó, thì đừng 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 đánh giá qua vẻ bề ngoài của những người chơi game. Ok, cảm ơn Trần Đức Toàn nhá. Trần Đức Toàn là chủ của kênh tình bạn, kênh 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 fanpage tình bạn, game về cũng là về Liên Quân. Thì hôm nào đó ông cũng 90 đúng không? Thế hôm nào đó tôi với ông giao lưu sau. Bây giờ thì chơi game thôi. Hy vọng là sắp tới thì tôi có thể stream cùng giờ với ông, và lúc đó anh em mình sẽ giao lưu sau, có thể stream chung. Đấy, thì vừa rồi thì mình cũng bỏ ra đến khoảng 30 phút nhỉ? Khoảng 30 phút, hơn 30 phút một tí để chia sẻ với các người anh em về quá khứ của tôi,
về những năm tháng óc chó của tôi. 80.000 một tháng nhưng mà 12.000 một ngày tiền nét mà tôi vẫn có thể trụ được đến ngày thứ sáu, thứ bảy rồi mới về nhà, là tôi thấy tôi quá là phục tôi rồi. Những ngày cuối tuần cháo, cháo trắng, đéo ăn được hành nhưng không có hành, muối có khi đôi khi phải đi xin, chưa nói gì đến chuyện là thịt, nó đéo có thịt, tuổi gì mà đòi ăn thịt, thứ sáu thứ bảy rồi tuổi gì mà đòi ăn thịt. Lúc đấy mà thằng bạn mà nó mà nấu cá khô ấy thì xin vội thì cá khô tức là thơm thịt rồi. Mà trong khi nhà tôi không phải nghèo, nhà tôi bán gạo nhá, tôi chủ kho lương nhá, nên là gạo thì nhà tôi không bao giờ thiếu, cháo nhà tôi không bao giờ thiếu, nhưng mà thức ăn thì thiếu. Thức ăn thì lúc đấy bố mẹ cứ nghĩ con ở dưới đấy 80 thì chắc ngày 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 xưa một bữa ăn của bọn tôi chỉ có 2.000 thôi. Ngày xưa một bữa ăn của tôi ăn quán hết có 2.000 với 3.000 thôi, thì ăn ở nhà 2-3.000 là chuyện quá đơn giản. 80.000 một tháng, một tuần, các anh em hình dung là một bức sang chứ không phải là ở trẻ con đâu. Ăn sáng có 500, 1.000, mẹ mức rất là sang rồi. Thế mà tôi có một cái cuộc sống như thế là tôi phải nói thật với các người anh em là hiếm đứa có được cái mức sống ở tốt như tôi đấy, nhưng mà vẫn ăn cháo trắng, các anh em hiểu không đấy. Ok, tâm sự thế thôi, tâm sự mỏng thế thôi nhá. Mẹ đấy, các anh em này, có một thằng béo tên là Lê Hải Nam nó đang vào đây. Có một thằng béo tên là Lê Hải Nam nó đang vào đây. Đây là thằng bạn của tôi và tôi vừa mới kể với các người anh em là hiện tại nó đang là giám đốc khối bán lẻ gì đó của ngân hàng VPBank ấy. Đấy. Nó bằng tuổi tôi, sinh năm 90 đấy. Có người cũng bảo là đấy, từng tuổi bằng tuổi mày ấy, nó làm giám đốc rồi đấy, trong khi mày vẫn làm gì? Là thằng chơi game ạ. Mẹ tối đến ngồi xàm lìn với các người anh em ngồi chơi game. Nhưng đéo sao? Tôi có thể vỗ ngực được rồi. Ngày xưa thì đéo được, nhưng bây giờ thì có thể ngồi tự tin và nói đây là một nghề của tôi rồi. Đấy. Anh em hiểu không? Đây là một nghề của tôi. Đéo gì mà phải ở râu riếm nữa cả. Ngày xưa thì đấy rõ ràng là một cái chuyện gì đó không thể nào mà chấp nhận được. Thằng không có chí tiến thủ nào cả, đến giờ vẫn là một cái thằng nhân viên quèn vào ngân hàng 3 4 năm, không học để làm được doanh nghiệp, không học để làm được những cái thứ cao siêu, trong khi đó con nhà người ta đã ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác của mày rồi. Đấy. Thôi bây giờ thì kệ mẹ con nhà người ta, tôi theo nghiệp tôi rất đơn giản, rất đàng hoàng, tôi có nghiệp của tôi rồi. Thôi đánh công mệnh, mới được trận đầu tiên nó đã lỗi này. Đấy, cộng vậy đó, thì đó là những gì mà tôi đã chia sẻ với các anh em trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi hứng lên thì tôi nói thôi, vì quá khứ nó cũng rất là vui. Đến bây giờ các anh em nghĩ lại và xem các anh em xem điểm số nó có mang lại cho người anh em niềm vui không, hay chỉ có những cái câu chuyện đấy. Bạn trèo tường nhá, có những hôm mệt quá, các anh em hiểu không, có những hôm quá mệt đéo thể nào mà làm gì được, mẹ không ngồi chơi game được nữa và chú ơi thôi chú cho cháu về nhà cháu ngủ một tí, cháu còn sáng cháu còn đi học, vì nhà tôi là học lúc 7 rưỡi sáng mà, thế là 4 giờ 4 rưỡi chúng tôi về. Thế là về về đến đâu chó nó sủa đến đấy, các người em hiểu cái cảm giác hay không. Mẹ lúc 4 giờ sáng cái hồi đấy ở Sơn Tây mà người ta nhà nào cũng nuôi chó, chỉ có mỗi nhà mà bác mà tôi chọn không nuôi chó, nên về đi qua nhà nào chó sủa nhà đấy, mẹ nó cú mà trèo tường rách cả quần, mẹ có hôm còn xước hết cả chân tay, mẹ may còn chưa xước chim là may rồi. Mà các người anh em hiểu, mẹ trèo vào có hôm tường nó bị kiểu cái tường nó cũ quá nó lở, xong rồi tôi bị kiểu ngã con mẹ nó xuống, đau mà các người em hiểu cái cảm giác đau, nhưng đéo được kêu, vì kêu bác chủ nhà ra thì chết con mẹ tôi rồi. Thề mẹ kêu kêu lên thì bác chủ nhà ra, bác cái túm cổ bác ấy cho lên phường. Mẹ thì còn đéo được cả kêu luôn, âm thầm chịu đau vào nhà. Đã xạo lìn gì á? Xạo lìn xong rồi bà ơi, tôi xạo lìn từ nãy đến giờ xong rồi. Không dám kêu than gì cả, rách quần xước chân xước tay các kiểu đà điểu, không dám kêu. Ngã khoảng cách khoảng khoảng hơn 2 mét ngã xuống. Có hôm bị bong gân, có hôm tôi nhớ tôi còn bị bong gân, hôm sau bảo vệ má, hôm sau còn phải kiểu dậy rất sớm xong ra kiểu kiểu hôm sau còn phải kiểu dậy ra với bác ơi, không hiểu quá trộm vào nhà sao mà mẹ vỡ hết cả gạch này, bác này bác nhìn xem này,
đi ra hỏi bác ơi, không hiểu sao vậy, hôm qua kiểu trộm vào nhà hay sao ấy, bác xem nào, xem đóng lại cái tường như hôm qua trộm vào nhà hay sao, cháu thấy kiểu nứt hết cả tường này, xước kiểu kiểu vỡ hết cả gạch ở bên chỗ bên trên này, các kiểu kiểu rất là kiểu anh hùng ra hỏi bác thế. Có hôm thì đang sáng đi đánh điện tử về, lúc ấy khoảng 5 giờ 5 rưỡi gặp bác đi đánh gặp gặp bác đi mua bánh mì buổi sáng, thì bác đi ăn sáng ở đấy có cái lò bánh mì, gặp bác đi ăn sáng, bác ấy bảo ơ thì tao vừa mới mở cổng xong mà đã thấy mày ở đây rồi. Thế mình cũng khổ, lúc ấy kiểu cũng không biết nói gì hơn. Bác bảo tao vừa mới mở cổng ra thấy mày đây, bảo vâng cháu dạo này cho chuyển sang tập thể dục sáng mà bác, cháu đi chạy lại phải đi ra, lại phải đi chạy, mẹ nó khổ, thế là lại đéo dám về nhà nữa, các em hiểu không, lại phải đi chạy, chạy đến tầm khoảng lúc ấy khoảng 5 giờ, chạy khoảng 6 giờ thì mới dám về nhà, vì lúc đấy về nhà thì bảo đéo vừa ra khỏi nhà xong cái đã đi về nhà là thế đéo nào, thế là lại chạy bộ mẹ óc chó lại đi chạy mà về họ, các anh em hiểu không, cày cả đêm, cày từ 11 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng thì mẹ đi về định ngủ một tí mà lại phải đi chạy bộ thì mẹ đi tập thể dục nhục đéo chịu được, thể dục cái đéo thì vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ đi tập thể dục mẹ nhà nó chứ mẹ, cuộc sống đúng là cuộc sống không giống cuộc đời, xong sáng 7 giờ lại cắp sách đến trường ngồi bàn cuối ngủ ở dưới lớp mẹ, đến lớp mới được ngủ, các người anh em tưởng mẹ về nhà là không dễ mà ngủ đâu, đến lớp mới được ngủ ấy. Đấy đấy là những năm lớp 10, lớp 11 của tôi khổ đéo chịu được. Mẹ cháu đi đâu ấy? Ơ, cháu vừa dậy xong cháu đi chạy mẹ, trong khi mẹ gặp bác ở ngay gần cổng, ta vừa mở cổng ra đã thấy mày ở đây rồi. Mày ra kiểu gì vậy? Ờ thì bác ra cái thì cháu thấy bác mở cổng thì cháu cũng đi chạy luôn, dạo này cháu chuyển sang chạy sáng tập thể dục cho nó khỏe. Mẹ khổ không chịu được. Thế à, đi chạy bộ thôi. Mẹ chạy chạy đến 6 rưỡi sáng thì về.